Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình Hôm nay mình sẽ tiếp tục chuỗi video về AutoCAD 2020 Thì cái chuỗi video này á, mình đã dừng cách đây khoảng 1 năm rồi Và có nhiều anh chị em á, yêu cầu mình tiếp tục làm về AutoCAD cũng như Revit Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hai cái chuỗi video này Thì ở cái video hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn tiếp tục cho các bạn về phần AutoCAD 2020 trước Thì trước khi đi vào các bài học hôm nay á Thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký ở kênh này hiện tại kênh của mình đã lập hơn một năm rồi nhưng số lượng người đăng ký đang rất là ít thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha bạn nhấn vào nút đăng ký nè sau đó các bạn bật chuông thông báo để chờ đón các cái video mới nhất trên kênh và các bạn nhấn cho mình nút like cộng xe chia sẻ cái, cái video này với các anh chị em nào cần giúp mình nha bây giờ trở lại với bài học hôm nay mình sẽ tiếp tục đi qua cho các bạn là bốn cái lệnh đó là lệnh b line lệnh boy lệnh polygon và lệnh cuối cùng là lệnh vẽ hình chữ nhật rectangle thì các bạn mở cho mình một cái file kết như thế này mình sẽ tuần tự hướng dẫn cho các bạn bốn cái lệnh đó đầu tiên là các bạn qua cho mình cái lệnh bên này, lệnh B line này, lệnh vẽ đường đa tuyến, thẳng hoặc tròn. Đường đa tuyến là cái đường có nhiều tiếng khác nhau đó, có nhiều dạng khác nhau. Hiểu cơ bản nó sẽ có nhiều dạng khác nhau. Giả sử trên một cái đường đó có thể là vừa đường cong, vừa đường hình tròn, vừa đường thẳng, có đầy đủ các đối tượng. Có thể là đường nét dày, nét mảnh gì có đầy đủ nha các bạn. Đó là định nghĩa đường đa tuyến. Bây giờ mình sẽ thực hiện lệnh nha các bạn này. Lệnh tắt của nó là lệnh BL. Các bạn chỉ cần gõ lệnh BL nè hoặc là các bạn có thể đổi lệnh nó hiện tại mình ở đây mình đổi lệnh nó là lệnh số 2 nha các bạn thì thông thường nếu các bạn mới học đó, thì các bạn gõ lệnh chính cho mình bl sau đó các bạn chọn cho mình cái điểm đầu tiên này các bạn thông nó bắt cho mình là chọn cái điểm start boy chọn vào đây nhấn chuột trái đó kéo ra bây giờ mình sẽ tiến hành là nhập các cái thông số bên dưới mặc định lúc đầu tiên đó, khi các bạn nhập bê like nó sẽ không có cái bề dày này đâu nha các bạn bây giờ mình sẽ đưa về cái mặc định ban đầu để các bạn dễ nắm này rồi mình đi lại từ đầu nào. Các bạn gọi cho mình là lệnh BL nè Sau đó các bạn chọn cái điểm start đầu tiên Kéo ra ở dưới này nãy cho phép mình các cái tùy chọn bên dưới này các bạn thấy không 1, 2, 3, 4, 5 cái tùy chọn Thì tùy chọn đầu tiên á, là các bạn vẽ cung tròn Nếu các bạn muốn vẽ cung tròn thì các bạn có thể nhấn phím A Hoặc là các bạn chọn chuột vào ở vị trí này Thì thông thường để vẽ nhanh á, nếu mình thuộc á, thì mình chỉ cần nhấn phím A này đó nó sẽ cho phép mình là vẽ cung tròn bây giờ các bạn là muốn vẽ hai ba cái cung tròn xong các bạn muốn vẽ lại đường thẳng không muốn vẽ cung tròn nữa thì các bạn chọn cho mình lệnh like ở dưới đây nó cho gửi cho mình nè cái lệnh mà màu xanh đó là cái phím tắt trên bàn phím nha các bạn đó ví dụ như chữ like này nó sẽ có cái chữ màu xanh thì chữ màu xanh này là các bạn gõ phím tắt trên bàn phím ví dụ như mình muốn là đường thẳng thì mình gõ chữ l đó, nó sẽ vẽ đường thẳng cho mình tập vẽ lệnh tắt cho nhanh nha mình sẽ hướng dẫn tuần tự để các bạn thực hiện cho quen vẽ được đường thẳng như này Tiếp tục là cái lệnh close Nếu các bạn gọi lệnh C Lập tức nó đóng cái, cái này là thành một đối tượng Ví dụ mình gọi lệnh C nè Đó các bạn thấy nó đóng cái này lại thành một đối tượng Đó là đường đa tuyến Bây giờ mình không thích này nữa Mình trên Z đi Vẽ lại B lại Nó sẽ thêm các tùy chọn bên dưới giờ mình sẽ chọn tùy chọn này Là half switch Bề dày đó, nó dày khác nhau đó các bạn Ví dụ là các bạn vẽ một cái bề dày là một cái hình thang á Một cái đường thẳng nó có bề dày là hình thang bây giờ mình sẽ nhập cho các bạn này chọn vào đây sau đó các bạn nhập bề dày đầu tiên nó là ví dụ như là một đi cái điểm thứ hai các bạn nhập là ba đi bây giờ các bạn sẽ vẽ cái bề dày nó có cái đường dạng hình thang như này các bạn thấy không đó bây giờ chọn xong cái bề dày này các bạn muốn là bề dày nó sẽ không thay đổi nữa mà nó bằng nhau thì các bạn sẽ chọn cho mình cái tùy chọn ở dưới là width chọn lại bề dày chọn vào đây bây giờ các bạn sẽ nhập cái tùy chọn ví dụ như các bạn muốn bề dày của nó là 3. thì các bạn nhập vào 3 Xong điểm tiếp theo các bạn nhập 3 luôn. Đó các bạn sẽ có một cái đường có bề dày bằng nhau như thế này. Đó là cách vẽ đường đã tuyến rất nhanh không. Ngoài ra các bạn có thể thấy các cái tùy chọn bên dưới này tiếp tục. Bây giờ các bạn muốn nhập là cái đoạn thẳng này dài bao nhiêu á thì các bạn chọn vào len cho mình nè. Ví dụ như mình nhập nó là 10. Đó nó sẽ vẽ thêm cho mình một cái đoạn thẳng là 10. Chú ý nha, đó là các cái tùy chọn của nó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn chuyên sâu trong các cái tùy chọn này. Ví dụ như các bạn là chọn là bay sau đó các bạn chọn một điểm, sau đó các bạn chọn A. Nó sẽ ra cho mình nhiều cái tùy chọn hơn. Ai chọn A xong mình sẽ vẽ một cái cung tròn như này. Đó nó cho phép mình là center. Center nghĩa là sao? Là các bạn sẽ vẽ theo một cái cung tròn có cái điểm là center. Ví dụ như chọn vào C này, center này. Đó nó sẽ hỏi mình là tâm của cái cung tròn này ở đâu? Chọn vào đây. Đó nó sẽ có được cái tâm của cái cung tròn này. Chú ý nha. Là các bạn sẽ vẽ được một cái đường như này. Bây giờ bề dài nó bao nhiêu Các bạn muốn nhập bề dài nó bao nhiêu Thì ví dụ như là cung tròn này dài bao nhiêu Thì các bạn nhập vô Ví dụ như nhập là 5 Đó thì cái cung tròn này nó sẽ vẽ ra đúng là 5 như thế này Đó, Các bạn chú ý nè 5 này Muốn bao nhiêu thì nhập bao nhiêu thôi Tiếp tục nó có tùy chọn là glow nè Glow thì vẫn chọn vào cái là nó sẽ đóng lại Chọn vào cái là nó sẽ đóng lại thành một đối tượng như thế này Và một cái tùy chọn là direct Các bạn chọn vào đây Đó direct này nó sẽ vẽ cho mình nè một cái cung tròn mà bạn muốn chọn bao nhiêu chọn đó đây đây rất là các bạn chọn tùy chọn không có theo bán kính cũng không có theo đường tâm gì hết đây rất là các bạn cứ chọn như này nó sẽ ra cái cung tròn cho mình đó là tùy chọn đây rất tùy chọn là half width tương tự như lúc nãy thôi nó sẽ vẽ cho mình một cái cung tròn nhưng nó có cái bề dày khác nhau line thì nó chuyển về đường thẳng bán kính thì bạn vẽ cung tròn có bán kính bao nhiêu second đó. second by này chọn ở đây giờ các bạn sẽ vẽ cung tròn ở hai điểm chọn trước chọn vào đây rồi xong chọn vào đây. Đó nó sẽ vẽ cho các bạn cùng chọn ở hai điểm chọn trước. Còn lệnh undo này là lệnh quay lại đó các bạn không thích nữa. Và lệnh width này là nhập về dây. Đó là tất cả các tùy chọn trong lệnh Bline này. Bây giờ mình sẽ ứng dụng cho các bạn vẽ một lệnh beeline. Để các bạn nắm lại các lệnh cho dễ nè. Giờ các bạn sẽ chọn lệnh beeline. Chọn điểm. Bây giờ các bạn không muốn nó dày như thế này nữa. Các bạn muốn mỏng. Chọn lại là width cho mình. Sau đó nhập về không hết cho mình. Rồi các bạn vẽ đường thẳng như này rồi các bạn sẽ được một cái đường bê line như thế này bây giờ các bạn muốn vẽ một cái đường bê line nó đi qua đây và nó có một cái cung tròn nó bắt qua giống như các bạn vẽ cái dây điện á mà nó không phân biệt là nó nói với nhau á thì các bạn vẽ cho mình một đường b line đoạn qua đây vẽ tới đây bây giờ các bạn muốn là cái này nó bắt qua đây thì thay vì các bạn vẽ tiếp một đường sau đó các bạn vẽ hình tròn và bạn thực hiện lệnh trim sau đó các bạn join nó lại thành một đối tượng thì nó mất rất nhiều thời gian bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ trực tiếp một cái hình cung tròn nó cong qua bên đây luôn Bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần lệnh A. Sau đó các bạn chọn là phần Direct. Đó, các bạn sẽ chọn vào điểm này. Đó, các bạn sẽ chọn vào điểm này. Sau đó các bạn vẽ tiếp. Bấm định like. Đó các bạn thấy không? Cái việc mà các bạn chọn cái này nó, nó rộng hay nó ấy thì do các bạn chọn lệnh thôi. Bây giờ mình sẽ vẽ cho các bạn chọn cho cái phần cung tròn này nó lớn lên này. Các bạn gõ B line này. Các bạn tới đây, sau đó bạn chọn A Sau đó bạn chọn là Direct Sau đó bạn chọn cái cung này nó bự lên xíu Đó thấy không Muốn bự nữa thì bạn chọn này Chọn ở đây cầm xuống Nhập lại là lệnh A chứ A này Xong nhập lệnh D này, Direct nè Chọn lên đây nè Đó các bạn thấy không Sau đó chọn vào đây Bấm điểm nữa Sau đó chọn lệnh Like về thẳng tiếp Đó là cái cách để các bạn phối hợp lệnh B Like trong công việc của mình nha chứ không phải là bê lai lúc nào cũng chỉ vẽ đường thẳng thôi đó à, chú ý lệnh này rất là hay nha và hầu hết là anh em cơ điện á vẽ băng vẽ á, nói các cái like ổ cấm hay là các cái like thiết bị á hiện giờ các bạn chỉ vẽ lệnh like thôi vẽ lệnh like là một sai lầm nha các bạn vẽ lệnh like sau này các bạn bóc khối lượng hay các bạn kiểm soát khối lượng nó rất là mệt bởi vì cái like này nó đứt đoạn hết còn khi mà các bạn vẽ mà lệnh bê like á các bạn chỉ cần chọn vào đúng cái like đó nó sẽ có đầy đủ các đối tượng các bạn thì vào chi tiết về thiết kế hệ thống á, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách thực hiện một bản vẽ cơ điện hoàn chỉnh còn ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái lệnh cơ bản trước các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha để chờ đón cái chuỗi video về hướng dẫn thực tế còn ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mới học cơ bản trước khi các bạn nắm đầy đủ các cái lệnh đó thì các bạn sẽ thực hiện công việc của mình rất là nhanh bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua cho các bạn cái lệnh tiếp theo đó lệnh boy là lệnh vẽ điểm thì cái này nó ít ứng dụng lắm mình hướng dẫn luôn nha các bạn lệnh bo này thì các bạn vẽ điểm trăm điểm là xong lệnh này thay vì các bạn vẽ điểm á, các bạn sẽ sử dụng lệnh DO DO cũng vẽ điểm nhưng mà vẽ đường vành khuyên các bạn thì lệnh này hình như mình có hướng dẫn cho các bạn rồi chọn đây DO nè vẽ điểm có bề dày khác nhau giả sử mình nhập cái tâm nó là không nè và bề dày nó là 5 nè đó mình sẽ vẽ ra cái điểm như này thì thông thường lệnh DO nó sẽ được dùng nhiều hơn là lệnh boy BO bạn chú ý cho mình nha hai lệnh này thì nó khá là giống nhau thôi lệnh này là vẽ hình vành á hình cái bề dày á bề dày là như thế này nè ví dụ như do nè sau đó các bạn nhập ở tâm ở trong là ví dụ là 5 đi và vành khăn gọi là 10 đi đó bạn vẽ cái hình vành khăn như thế này các bạn nên sử dụng lệnh do này để thay thế lệnh boy vì lệnh boy các bạn vẽ có một điểm à một điểm này thì ít dùng lắm tiếp tục mình đi qua cho các bạn cái lệnh là polygon lệnh này dùng khá nhiều nè là các bạn vẽ một hình đa giác đều khép kín lệnh tắt của nó là bol các bạn chọn vào BOL Sau đó nó sẽ hỏi số cạnh của các bạn Số cạnh là các bạn muốn bao nhiêu cạnh Giả sử như mình vẽ một cái hình đa giác Có sáu cạnh nhập sáu cạnh vào Sau đó các bạn chọn cái điểm tâm Chọn điểm tâm ở đây Nó sẽ có hai cái tùy chọn cho mình Là các bạn có thể là vẽ cái tùy chọn đa giác nội tiếp hình tròn Chọn ở đây Đó các bạn sẽ chọn được cái mép hình tròn Và các bạn kéo ra Ví dụ như mình có một hình tròn cho trước sau đó các bạn vẽ BOL, sau đó các bạn chọn là cạnh 6 cạnh, bạn chọn điểm tâm chọn ở đây, sau đó các bạn chọn là inside này, đó các bạn nắm ra đây này, là các bạn sẽ vẽ được đường đa giác nội tiếp đường tròn, đó là cách vẽ như vậy. Ví dụ như mình muốn là vẽ cái đa giác 5 cạnh nội tiếp cái đường tròn này ấy, thì các bạn gõ BOL, sau đó các bạn nhập là 5 cạnh, sau đó các bạn chọn điểm tâm. Sau đó các bạn chọn tùy chọn này và các bạn kéo ra. Đó là các bạn đã vẽ được một cái đường là đa giác nội tiếp đường tròn. Chú ý nha. Và mình sẽ chọn cái tùy chọn tiếp theo cho bạn BOL. Chọn vào đây giờ mình thích vẽ năm cạnh nữa mình vẽ tám cạnh. Sau đó các bạn chọn điểm trung tâm cho mình. Bây giờ các bạn chọn cái tùy chọn bên dưới. Đó, bây giờ nó sẽ hỏi mình là các bạn sẽ vẽ theo cái đường tròn nào. Cái này là bạn muốn vẽ theo đường tròn nào cũng được hết. Đó ví dụ như mình vẽ theo đường tròn này. Thì mình chọn vô đường tròn này. Nó sẽ vẽ cho mình là đa giác ngoại tiếp đường tròn. Đó các bạn thấy không? Các cái cạnh này nó sẽ tiếp xúc bên ngoài đường tròn. Còn nội tiếp á là nó sẽ là tiếp xúc các cái điểm bên trong hình tròn. Chú ý nha. Cái này thì kiến thức toán học thôi. Các bạn muốn vẽ thì các bạn tùy chọn. Bây giờ mình sẽ vẽ lại cho các bạn cho nó dễ nè. Vẽ một đường tròn. Đường tròn là lệnh C nha các bạn do máy tính mình đổi thành CV á sau đó các bạn vẽ BOL sau đó các bạn chọn là tám cạnh đi chọn điểm trung, tâm bây giờ vẽ nội tiếp chọn ở đây nội tiếp là các cái điểm này nó sẽ tiếp xúc với cái đường tròn này và muốn vẽ là ngoại tiếp ngoại tiếp thì các cái cạnh nó sẽ tiếp xúc với cái đường tròn vẽ BOL chọn ở đây giờ mình vẽ năm cạnh thôi chọn ở đây sau đó chọn điểm trung tâm chọn vào đây sau đó là chọn là ngoại tiếp, chọn vào đây. Sau đó chọn cái điểm hình tròn để nó bắt điểm này. Đó nó sẽ vẽ là đa giác ngoại tiếp hình tròn. Chú ý nha, đó là cái phần lệnh polygon, lệnh này là khá là đơn giản, chủ yếu là các bạn ứng dụng để các bạn vẽ các cái hình dạng nội tiếp hay là ngoại tiếp đường tròn thôi. Tiếp tục mình đi qua cho các bạn cái lệnh cuối cùng trong cái video này đó là cái lệnh Rectangle là lệnh vẽ hình chữ nhật. Vẽ hình chữ nhật thì các bạn có thể ứng dụng là lệnh polygon này các bạn vẽ đa giác bốn cạnh là vẽ hình vuông và kéo ra. Còn vẽ hình chữ nhật này các bạn có thể vừa vẽ hình vuông vừa vẽ hình chữ nhật cũng được thực tế là hình vuông cũng là một hình chữ nhật đặc biệt nha các bạn rồi để vẽ hình chữ nhật á, thì các bạn gõ cho mình lệnh tắt là rec chọn vào đây bây giờ nó sẽ hiển thị cho mình các cái tùy chọn sau các bạn chú ý bên dưới này lệnh c đầu tiên á là lệnh chamber chamber là vát góc ví dụ như các bạn chọn vào đây thì các bạn muốn vác góc cái hình chữ nhật này á nó có bốn góc nó sẽ vác bao nhiêu ví dụ mình nhập vô là ba đi và nhập tiếp là 3. Rồi các bạn chọn vẽ cái hình nó sẽ vắt góc như thế này. Đó các bạn thấy không? Cái phần vắt góc này nó nó sẽ vẽ như thế này. Nó là một cái hình chữ nhật nó được vắt góc. Bây giờ các bạn không muốn nó vắt góc nữa thì các bạn gõ là REC nhập vào đây. Sau đó các bạn chọn chamber và các bạn nhập về không cho mình, nhập hai số 0 nha. Nó hỏi gì là làm thêm nói thôi. Là các bạn vẽ được cái hình chữ nhật như thế này có các cái tùy chọn bên dưới này các bạn thấy nè chú ý nè khi nó yên thị ra các bạn đọc cho mình các cái tùy chọn này nha area là nhập diện tích các bạn muốn diện tích bao nhiêu ví dụ nhập diện tích cho đây hai chục thôi đó rồi các bạn sẽ nhập chiều dài chiều rộng nó sẽ tính cho mình luôn nó nhập cho chiều dài bao nhiêu ví dụ nhập chiều dài nó là năm thôi đó nó sẽ tính cho mình ra với cái hình chữ nhật như thế này với cái cạnh là một cạnh là năm và nó có diện tích cho mình là đúng cái con số mình nhập đó là cái tùy chọn lúc nãy đó, mình thao tác lại cho các bạn dễ này REC cái này nó có rất nhiều tùy chọn hay nha chọn vào đây sau đó các bạn kéo một cái hình chữ nhật ra như này nó sẽ cho mình tùy chọn này các bạn chọn là diện tích nhập vào đây ví dụ như là nhập diện tích nó là 300 đi rồi bây giờ nó muốn là mình nhập là cạnh dài hay cạnh rộng ví dụ mình nhập cạnh dài đi cạnh dài nó là 10 thì nó sẽ tính ra cạnh rộng còn lại để có đúng cái diện tích là 300 mà mình nhập hoặc là cái cách mà nó thực hiện lên nha bây giờ mình sẽ chọn cho các bạn các cái tùy chọn tiếp theo các lệnh này mình sẽ thao tác chi tiết từng cái tùy chọn cho các bạn nha chú ý xem đi xem lại và thực hiện theo bây giờ các bạn thấy nó không hiểu ích nhưng khi vào công việc của mình á các bạn sẽ thấy nó hiểu ích rất nhiều nếu các bạn thao tác đúng lệnh và thao tác nhanh nó bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái tùy chọn tiếp theo bạn gọi cho mình rec sau đó các bạn chọn cho mình lệnh fillet thì lệnh fillet này nó tương tự như lệnh chamfer nha các bạn thì cái phần chamfer này là vắt góc thì bây giờ fillet nó sẽ là bo cung tròn các bạn chọn vào chữ F cho mình. Sau đó các bạn nhập cái cung tròn, các bạn muốn bo giả sử mình nhập là ba, Rồi các bạn tiến hành là chọn điểm đầu và điểm cuối nè. Đó nó sẽ vẽ một cái hình chữ nhật với dạng là bo gấp cung tròn như thế này. Bây giờ các bạn tiếp tục chọn cho mình REC tiếp. Mình sẽ hướng dẫn tất cả các tùy chọn trong cái lệnh này để các bạn nắm nè. Rồi thick, thick là cái phần bề dày. Width cũng là phần bề dày. Ví dụ mình muốn vẽ cái đường hình chữ nhật này với cái dạng bề dày thì mình chọn vào đây width. Sau đó mình nhập ví dụ như là dày là ba đi. Đó các bạn sẽ thấy là vẽ như thế này là dày là ba Bây giờ các bạn muốn là cái hình vuông này nó quay về với dạng mặc định như ban đầu thì các bạn làm sao? Các bạn lưu ý là khi các bạn cài đặt này xong á là các bạn mỗi lần vẽ hình chữ nhật nó sẽ ra như thế này hết nha. Nên là các bạn phải đưa nó về mặc định là ban đầu. Các bạn chỉ cần là gõ là REC. Sau đó các bạn chọn các cái tùy chọn này nè. Width thì các bạn đưa về là 0. Fillet thì các bạn đưa về 0 giả sử có chamber thì các bạn cũng đưa chamber về không luôn, rồi sau đó các bạn vẽ, nó sẽ đưa về dạng mặc định ban đầu. thì sau khi các bạn chọn một điểm như thế này, bây giờ các bạn muốn là vẽ một cái hình chữ nhật, nhưng mà nó tự quay, nó xéo xéo như thế này này. ví dụ như mình nhập vào r này, đó, mình vẽ xéo xéo như thế này. thì để cái chọn cái tùy chọn đó, mình sẽ thực hiện lại cho các bạn này. chọn rec này, vẽ một điểm trước. Muốn quay về góc bao nhiêu thì chọn vào đây Ví dụ quay về góc 0 Thì nó sẽ như thế này Quay góc là 35 độ Chọn vào R Nhập 35 độ đó, Nó sẽ ra như thế này Muốn bao nhiêu độ thì các bạn nhập vào bao nhiêu độ nha Còn muốn đưa về mặt định thì các bạn chọn R Nhập vào 0 độ Đưa về mặt định Bây giờ mình muốn vẽ một hình chữ nhật Nó có định dạng là kích thước bao nhiêu Mặt định trước Thì các bạn gọi cho mình REC Sau đó các bạn chọn một điểm nha Sau đó các bạn chọn D Dimension này, Các bạn có thể gõ lệnh D trên bàn phím Mình nhắc lại là cái phần mà chữ màu xanh này nè Là cái lệnh tắt trên bàn phím đó nha Rồi các bạn gõ lệnh D Nó sẽ hỏi cho mình là cái kích thước về chiều dài nè Lên là chiều dài đó Thì các bạn nhập vào ví dụ như là Chiều dài là nhập là 10 Bề rộng á Các bạn nhập là 2 thôi Đó nó sẽ vẽ cho mình một cái hình như này sau khi nhập xong các bạn nhấn chuột trái nha nhớ nha sau khi nhập xong nhấn chuột trái nha Chứ để quên bỏ lệ là nó mất á thực hiện lại cho các bạn nè rec chọn vào đây chọn đi bắt đầu sau đó nhập phím d sau đó nhập chiều dài ví dụ như là 20 chiều rộng ví dụ như là 10 sau đó nhấn phím chuột trái chọn phát đó là các bạn vẽ được một cái hình chữ nhật có định dạng kích thước cho trước đó là về cái lệnh rất tăng rồi thì tổng hợp cái video hôm nay á mình đã giới thiệu được cho các bạn là bốn cái lệnh này thì tập trung chủ yếu là các bạn quan tâm cho mình hai cái lệnh này chính là lệnh rectangle và lệnh b line là hai lệnh này các bạn thực hiện rất thường xuyên nên các bạn nhớ là xem đi xem lại cái video này những cái thao tác nào mà mình thực hiện các bạn không vẽ được á, thì các bạn cầm men bên dưới mình sẽ giải đáp thêm cho các bạn chú ý là các cái phần cơ bản này nhiều khi các bạn xem nó hơi ngắn, nhưng các bạn phải nắm các yếu tố cơ bản trước thì chuỗi video phía sau á, mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một cái bản vẽ hoàn chỉnh thì lúc đó mình sẽ đi nhanh các cái lệnh này sau khi xem video này xong á nếu các bạn nào thấy hay á và hữu ích thì nhớ like share và đặc biệt là đăng ký kênh của mình chia sẻ các cái video trên kênh của mình cho các anh chị em học sinh hoặc là các bạn bè nào cần cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại